Ronaldo nói gì với cú đúp ngày ra mắt? Ngày ra mắt đầu tiên sau khi tái hợp MU, Ronaldo đã hoàn thành cú đúp bàn thắng giúp MU thắng Newcastle với tỷ số 4-1. Anh nói gì với màn ra mắt ấn tượng này? Ronaldo nói, "Tôi chỉ mong ghi được một bàn ở buổi ra mắt MU sau 12 năm rời xa, nhưng tôi đã ghi được cú đúp. Thực tế tôi đã rất căng thẳng cho ngày ra mắt trở lại, nhưng tôi cũng có một thần kinh rất vững trái." Cũng theo Ronaldo, thì chính anh chỉ mong mình có một bàn ngày ra mắt mà thôi, nhưng không ngờ hai bàn. Tôi đã chứng minh được những gì fan MU đã dành cho tôi hôm nay, tôi tự hào về điều đó." Ronaldo nói. Đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục, "Đây là thời điểm không thể tin được. Tôi tiếp cận trận đấu có phần căng thẳng dữ dội. Thật vậy, bởi tôi cũng sợ tôi không làm được điều như fan hâm mộ kỳ vọng với tôi ngày ra sân trận đầu. Tôi thực sự rất căng thẳng và tôi không nghĩ mình có thể làm được như thế, nhưng cuối cùng trên cả mong đợi. Tôi có mặt ở đây để chiến thắng, giúp đội chiến thắng. Tôi luôn muốn chơi tốt cho câu lạc bộ và tôi vẫn còn khả năng làm điều tốt cho đội." Tôi sẽ nỗ lực làm những điều tốt nhất vì những gì câu lạc bộ đã cư xử với tôi và tôi tự hào về điều này. Bóng đá ở Anh rất khác với phần còn lại của thế giới, đó là thứ bóng đá mạnh mẽ, đầy sức lực. Tôi đến Anh thi đấu lần đầu năm 18 tuổi, rồi sau 12 năm quay lại, tôi vẫn làm được những điều không thể tin được. Ronaldo nói: